Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ nói về và chia sẻ về vấn đề cách bí quyết mà để cho cây mai của các bạn bị khựng á, nó không chịu đi đọt á, nó sẽ đi đọt nha các bạn. Cho bạn xem là những cây mai của mình ha, hiện tại nha, nó đang đi đọt rất là mạnh nha. Chứng tỏ là mình bón phân với liều lượng rất là ít ha, mà vẫn cây mai nó vẫn sung ha, tốt ha. Thì điều này chứng minh là gì? Chứng minh là cây mai nó không cần phân ăn phân nhiều ha. Bạn thấy nè, mình bón những cái chậu như thế này vừa rồi á, là mình bón 20-10-10 á. Ví dụ như chậu năm này mình chỉ bón có khoảng một muỗng cà phê nha, một muỗng cà phê đá là nó khoảng 5g mà ha, bạn thấy ha. Chậu năm muỗng phê đá thôi. Còn chậu 7 thì mình bón khoảng 7g, có nghĩa là hơn một muỗng rưỡi cà phê đá ha. Bạn thấy liều lượng mình bón rất là ít so với quy định của nhà sản xuất, mà bạn thấy cây mai mình phát triển rất là ngon lành. Thì điều này chứng minh là cây mai mình á, các bạn đừng có nên bón thúc, bón dồn vô một lần phân quá nhiều nha các bạn, mà chỉ nên là bón ít một chút. Bạn có thể chia ra một tháng bón 2 lần hoặc 3 lần, cái liều lượng nhỏ chút. Tại vì bạn thấy nhiều người ta còn pha phân bón vô nước để tưới nhỏ giọt hàng ngày cho cây, người ta pha rất là lỏng ha, người ta pha với cái liều lượng khoảng là 1 kg cho 3 đến 4 khối nước các bạn, là 3.000-4.000 lít nước các bạn, rất là lỏng ha, tương đương với lại khoảng là 1 gram, người ta pha khoảng 4 lít nước đó các bạn. Rồi trở lại vấn đề, muốn cây mai đi nó đi đọt như thế này nè, mình nhìn thấy như các bạn, cây mai của các bạn á, thường nó bị đứng đọt ha, nó không chịu đi đọt, lâu quá nó không đi đọt, là nhưng mà các bạn vẫn bón phân rất là nhiều vô cho nó, mà tại sao nó không đi đọt ha? Thì video này mình sẽ nói rõ vấn đề đó. Thì video này mình chia ra 2 cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tại sao các bạn bón phân vô nhiều như vậy mà nó không đi đọt ha. Thì trường hợp thứ nhất này là cái trường hợp các bạn bón quá nhiều phân, nó sẽ làm cho cái bộ rễ của mình á, cái nồng độ phân bón á, nó quá đậm đặc nên bộ rễ mình nó không hút được ha. Cái trường hợp thứ nhất là như thế nên bộ rễ nó không hút được. Thì đối với những trường hợp mà bạn bón phân dồn dập như vậy á, mà cây nó vẫn không đi đọt á, là do cái nồng độ phân nó quá cao, nó làm nghẹn rễ của mình, bộ rễ không hút đưa phân vô được nha các bạn. Bởi vì mình khuyên các bạn là bón phân thì nên bón liều lượng loãng thôi, cách xa nhau, không nên bón dồn dập, bón nhiều loại phân lại với nhau. Mình thấy có nhiều bạn bón nào N3M nè, cứ sử dụng kích rễ, cứ thấy cây mai nó không đi đọt, cứ sử dụng kích rễ N3M, rồi sử dụng thêm cái thằng rốt 2, rồi sử dụng kể cả 30-10-10, rồi phân gà nén ha, bón dồn dập như vậy thì cây nó không ăn được nha các bạn. Cái vấn đề là cây nó không ăn được chứ không phải là nó thiếu phân đâu các bạn, sợ mà các bạn bón dồn dập như vậy. Cây của mình nè, bạn thấy nè, chỉ là bón nửa tháng bón lần cho nó 5g thôi, 5g NPK 20-10 thôi, và bạn thấy cây nó phát triển rất là ok ha, đi đọt rất là dữ. Bạn thấy thì cái trường hợp thứ nhất này là các bạn sử dụng cho mình là vòi nước, các bạn xả vô chất chồng thật nhiều cho mình nha các bạn, xả vô chất chồng thật nhiều cho mình đối với trường hợp thứ nhất này nè ha, xả vô chất chồng thật là nhiều cho mình. Rồi sau đó các bạn sử dụng Amigen, mình sẽ để cái chai trên màn hình cho bạn thấy Amigen ha. Thì cái chai Amigen đó là cái công dụng của nó là để giải độc phân ha, giảm cái độc tố trong cái nồng độ phân ở bộ rễ nha các bạn. Kể cả các bạn sử dụng phân bón lá mà pha cái liều lượng quá nhiều phun đó thì nó sẽ giải độc được. Thì Amigen đó các bạn pha cho mình cái liều lượng từ 1 đến 2cc cho 1 lít nước, tưới các bạn, tưới vô gốc hoặc là phun lá ha bạn. Vừa tưới vừa phun lá được luôn, nhưng mà khi mà bạn sử dụng cái chế độ mà vừa tưới vừa phun lá thì bạn pha với liều lượng 1cc cho 1 lít nước cho mình thôi nha. Còn các bạn mà tưới vô gốc thì các bạn có thể pha 1cc hoặc là 1,5cc xin lỗi nha, mình nhắc lại một, các bạn nếu mà tưới vô gốc thì các bạn có thể pha với cái liều lượng là 1,5cc đến 2cc cho 1 lít nước nha các bạn. Để tưới vô gốc thì các bạn có thể tưới 2 lần như vậy, cách nhau khoảng 7 ngày đến 10 ngày các bạn nha. Thì cái thằng Amigen này khi mà bạn tưới vô như vậy thì nó sẽ giải bớt phân cho mình rất là hay, và đồng thời sau đó nó sẽ làm cho cây mai mình nó đâm tược ha. Amigen thì các bạn nên mua để mà xài rất là hay. Đó là cái trường hợp thứ nhất.
Cái trường hợp thứ hai là mình gặp là khi các bạn bón phân không nhiều, bón không nhiều loại phân mà bón không nhiều nhưng mà cây mai nó vẫn không đi đọt ha. Mình sẽ giải thích vấn đề ở cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai này là do cái bộ rễ của các bạn nó bị nó không phát triển các bạn. Có nghĩa là khi mà cái chất trồng của mình nó lèn quá, hoặc là các bạn tưới nước nhiều quá ha, là nói chung là độ ẩm trong chất trồng của mình nó nhiều á, chất trồng nó mịn á, thì nó sẽ bộ rễ nó sẽ không phát triển, nó sẽ thiếu oxy. Ha, vấn đề ở trường hợp thứ hai là cây mai chất trồng nó lèn, bộ rễ nó không phát triển, thiếu oxy. Nên các bạn sử dụng cái phương pháp này cho mình nha, là các bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp như mình nói nha. Cái thứ nhất là các bạn cắt nước cho mình nha. Cái trường hợp cắt nước thì cắt nước trong cái thời gian này thì đối với những cây mai mà chưa tạo nụ thì không có vấn đề gì đâu các bạn. Và cắt nước cho mình khoảng chừng 2 ngày nha các bạn, 2 ngày nha các bạn, cắt nước 2 ngày thôi, không cắt nước nhiều. Có nghĩa là bạn ngưng tưới 2 ngày cho mình ha. Còn nếu mà thời tiết bữa đó mà bạn cắt nước mà nắng nhiều quá, nắng nhiều quá thì các bạn có thể cắt chừng 1 ngày thôi. Nhưng mà qua ngày sau các bạn tưới ít nước thôi các bạn. Có nghĩa là bạn cắt 2 ngày khi thời tiết bình thường và cắt 1 ngày khi mà nắng bữa đó quá gắt nha các bạn. Cắt nước cho mình thì mục đích cắt nước như vậy để làm gì? Để cho mà chất trồng của mình nó ráo lại. Và khi mà nó ráo lại như vậy thì oxy nó dễ len đổi và xâm nhập tiếp cận tới bộ rễ các bạn. Từ đó thì bộ rễ mình nó sẽ nhận được oxy và nó sẽ hô hấp và nó sẽ tái tạo lại ha. Đồng thời khi mà bạn cắt nước như vậy xong á, thì các bạn phải sử dụng lân cho mình nha, lân để tưới. Thì lân có nhiều loại lân, các bạn sử dụng super lân bạn tưới cũng được, hoặc bạn dùng siêu lân đỏ này ha, hoặc là dùng DB nha bạn. Nó có những loại lân nha, hoặc là siêu lân, nó có 4 loại lân như vậy. Hoặc là các bạn sử dụng NPK 5 loại các bạn. NPK mà lân cao giống như là 10 30 10, hoặc là 10 50 10, đó là siêu lân hoặc là lân cao đó các bạn. Thì mình gom chung là một loại cũng được, là 4 thứ. Bạn có thể sử dụng siêu lân đỏ nè, thứ nhất siêu lân đỏ nè, thứ hai super lân, thứ ba DAB, thứ tư là siêu lân các bạn. Rồi thì khi mà cái chậu mình nó khô ráo vậy, bạn tưới lân cho mình vô nha, bón lân vô cho mình thì bảo đảm cây nó sẽ đâm tượt ha, nó phát triển tái tạo một đời bộ rễ nó đâm tượt. Rồi thêm cái cách nữa ở trường hợp thứ hai này thì các bạn có thể qua đây, mình có thể cho bạn xem lại cái trường hợp cái cây này. Cái cây này là cái cây mà mình làm clip mà mình hướng dẫn các bạn để mà ép chậu ha, ép chậu hay gì đó mình cũng quên rồi. Thì bạn thấy ha, mình dở lên đó bạn, mình dở cái cây lên và mình đem ra ngoài và mình để lại á ha, thì cái này nó đâm tược non. Thì vấn đề như thế nào? Tại vì cái cây bạn biết á, thì khi mà ở chế độ mà nó chất trồng mịn là bộ rễ không tiếp cận được oxy nhiều á ha, thì khi mình nhắc cái cây ra như vậy á, thì nó sẽ động ha, nó nhóm những cái cọng rễ ha, những cái chất trồng này nè, thì nó sẽ khi mình để lại á, thì nó sẽ có những cái đường lưu dẫn của không khí, làm cho không khí oxy nó sẽ tiếp cận được cái bộ rễ, nên cây mình nó dễ ha, dễ phục hồi, dễ ra tược như thế này. Thì cái trường hợp thứ cái mục 2 của trường hợp thứ hai này thì đối với những cái cây nhỏ nhỏ áp dụng được nha các bạn. Còn cây lớn quá thì khi mình nhắc thì nó cũng, nếu cây lớn thì các bạn có thể nhắc làm cũng được, nhưng ha, nhưng mà phải làm kỹ lưỡng nha bạn. Cố ý à, cố gắng là khi mình nhổ cây ra đặt lại, khi mình nhổ xong mà đặt lại là tránh làm đứt rễ động rễ nha các bạn. Chỉ nhổ cây ra, giờ cây ra và đặt lại thôi nha các bạn. Nhóm cây lên á, hoặc là bạn nhóm cây lên thì đặt cây xuống đó. Nha các bạn nhớ nha, ở trường hợp thứ hai mục 2 này thì các bạn nên nhóm cây ra và đặt lại thôi nha các bạn. Không có làm gì để đứt rễ và không có được bươi chất trồng của nó nha các bạn, không được gỡ chất trồng, không được bươi chất trồng, không được lấy bớt chất trồng ra nha các bạn. Đó. Thì mục đích cốt lõi những cái cách mà nãy giờ mình hướng dẫn các bạn á, thì khi ở cách thứ hai mục 2 này nè, các bạn nhóm như vậy xong thì các bạn cũng có thể làm cho mình giống như cái trường hợp 1, thì mà bạn phải sử dụng cái thằng lân để bằng tưới ha các bạn. Thì bạn có thể sử dụng super lân, lân đỏ ha, lân dạng nước á, rồi siêu lân ha, rồi DB đó. Bạn sử dụng một trong các loại đó thôi nha các bạn ha. Thì lân nào, hàm lượng lân nào cũng giống như nhau thôi. Đó là mình cho các bạn hai cách
để mà cây mai của mình nó sẽ đâm tược nha các bạn ha. Thì thường mình thấy các bạn trồng cây á, thì bón thường là dư đạm không à, thường là thiếu lân, mà không biết bón dư đạm á, là cái cây nó không có đâm tược đâu, nó thiếu lân thì cây nó khó đâm tược lắm, khó ra cơ đọt lắm, nên các bạn phải sử dụng dụng lân. Vừa rồi á, thời mưa nhiều á, bạn thấy mà mưa nhiều và độ ẩm cao á, mình có bón một ít cái thằng super lân các bạn thấy không ha, chỉ có lân thì nó sẽ giúp hòa quyện với lại đạm để mà cây mai nó đi cơ đọt rất là nhanh nha các bạn. Còn nếu mà bạn bón đạm hoài á, đám bón đạm là nó đi cơ đọt khi nào cái bộ rễ của bạn nó mạnh các bạn, còn khi mà bạn bón đạm mà bộ rễ bạn yếu rồi thì nó không có đi đọt được đâu các bạn ha. Bạn nên nhớ điều đó, khi mà bộ rễ mà nó yếu, nó bị teo tóp, nó bị những cái điều kiện mà bất lợi, bộ rễ không phát triển á, chẳng hạn như chất trồng lèn ha, bộ rễ không tiếp cận được cái lượng oxy nhiều, thì đó nó khi mà bạn bón đạm vô nhiều quá, bón 30-10, bón nào N3M nó cũng không có đi được là như vậy ha. Bạn phải sử dụng là xiết nước ha, làm cho chất trồng nó thông thoáng, chủ yếu là làm sao mà chất trồng nó thông thoáng trở lại bằng cách xiết nước đó, bằng cách nhóm cây lên để cây xuống, để một cốt lõi nó có những cái đường dẫn ha, oxy nó sẽ len lỏi vào đó, và đồng thời khi đó khi mà oxy nó đã len lỏi vào trong đó rồi thì mình kết hợp mình tưới những cái loại lân như mình nói thì nó sẽ phục hồi lại cái bộ rễ. Khi bộ rễ phục hồi thì nó sẽ hút được dinh dưỡng, hút được gì, hút được đạm, đạm mình bón vô nó hút không được nên nó không có phát triển ra được cái cơ đọt nha các bạn. Bạn lưu ý điều đó, nên khi mà bộ rễ nó được tiếp cận được với oxy nha, nó được thông thoáng, chắc trồng được thông thoáng thì bộ rễ nó có cơ hội và nó có điều kiện tốt để mà nó phát triển và nó sẽ hút đạm, thì nó sẽ hút đạm, hút dinh dưỡng, không phải hút đạm không đâu mà nó nhận hút những cái chung và vi lượng nữa để mà nó tổng hợp chất, để mà nó sẽ tạo chữ nhựa, thì nó tạo chữ nhựa được thì nó sẽ mới ra cơ đọt à, bạn nên nhớ điều đó, nó sẽ ra cơ đọt cho mình. Thì video này nếu các bạn xem một lần không hiểu thì các bạn có thể xem lại nhiều lần ha, tại mình nói tương đối là nó hơi nhanh và nó hơi khó hiểu một chút, tại vấn đề mình phân tích ở đây thì những bạn mới chơi thì sẽ hơi khó hiểu một chút ha. Thì khó hiểu thì các bạn cứ dần dần xem những cái clip khác, từ từ các bạn sẽ hiểu thôi vấn đề thôi. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Các bạn hãy cho mình một like, và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông tất cả đó, để mà khi mà mình đăng clip mới, mình ra clip mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn để các bạn xem được kịp thời. Rồi chào tạm biệt các bạn.